Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp 46, sốc điện động cảm ứng, tự cảm. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung sau. Nội dung thứ nhất, sốc điện động cảm ứng trong mạch kính. Nội dung thứ hai, từ thông riêng của một mạch kính. Nội dung thứ ba, hiện tượng tự cảm, sốc điện động tự cảm. Ta đi vào phần thứ nhất, sốc điện động cảm ứng trong mạch kính. Như các em đã biết, khi có từ thông biến thiên qua mạch kính, thì trong mạch sẽ xuất hiện một dòng điện cảm ứng. Sự xuất hiện của dòng điện cảm ứng chứng tỏ rằng trong mạch tồn tại một nguồn điện. Và ta gọi sốc điện động của nguồn điện đó là sốc điện động cảm ứng. Vậy từ đó ta định nghĩa sốc điện động cảm ứng là sốc điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kính. Vậy sốc điện động này được tính bằng công thức nào? Ta sang phần thứ hai, định luật Faraday. Người ta chứng tỏ được rằng sốc điện động cảm ứng được xác định bằng công thức EC bằng trừ delta phi chia delta t. Trong đó, EC được gọi là sốc điện động cảm ứng, đơn vị là volt. Delta phi là độ biến thiên từ thông, đơn vị V3. Và delta t là biến thiên thời gian, đơn vị giây. Từ công thức trên, ta có nhận xét sau. Nếu từ thông biến thiên tăng thì delta phi sẽ dương. Suy ra EC âm. Suy ra EC đang có chiều ngược chiều với mạch. Tức là EC có chiều chống lại sự tăng của từ thông phi. Ngược lại, nếu từ thông phi giảm thì suy ra delta phi âm. Suy ra EC sẽ dương. Suy ra EC có chiều cùng chiều với mạch, tức là EC đang có chiều chống lại sự giảm của từ thông. Vậy dấu trừ trong công thức ở trên là để phù hợp với định luật Lenzer mà ta đã học ở bài trước. Nếu chỉ xét về độ lớn của EC thì độ lớn của sốc điện động cảm ứng được xác định bằng công thức giá trị tuyệt đối của EC bằng giá trị tuyệt đối của delta phi chia delta t. Trong đó, thương số delta phi chia delta t là độ biến thiên từ thông trong một đơn vị thời gian, hay còn gọi là tốc độ biến thiên từ thông. Từ biểu thức trên, ta phát biểu định luật Faraday như sau. Độ lớn của sốc điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kính tỷ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kính đó. Ta sang phần thứ ba. Chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ. Các em theo dõi lại thí nghiệm về dòng điện cảm ứng ở bài trước. Các em thấy khi ta đưa nam châm lại gần hoặc ra xa vòng dây, hoặc là đưa vòng dây lại gần hoặc ra xa nam châm, thì kim điện kế bị lệch, chứng tỏ rằng trong vòng dây lúc đó có dòng điện cảm ứng. Vậy quá trình ta dịch chuyển nam châm hoặc là dịch chuyển vòng dây lại gần hay ra xa nhau, tức là ta đã cung cấp cho nó một cơ năng. Và cơ năng này sinh ra dòng điện cảm ứng trong vòng dây, tức là sinh ra điện năng. Vậy ta kết luận bản chất của hiện tượng cảm ứng điện từ là quá trình chuyển hóa cơ năng thành điện năng. Ta sang phần thứ hai, từ thông riêng của một mạch kính. Xét một cái vòng dây kính C có dòng điện I. Dòng điện I sẽ sinh ra từ trường B. Từ trường B sinh ra từ thông phi.
Từ thông phi này được sinh ra bởi chính dòng điện của vòng dây, cho nên gọi nó là từ thông riêng của mạch. Vì phi tỷ lệ với B nên suy ra phi tỷ lệ với Y. Muốn dấu bằng xảy ra thì ta sẽ nhân thêm vào một hệ số là L. Vậy từ thông riêng của mạch kín sẽ được định nghĩa bằng công thức phi bằng LI. Trong đó L là độ tự cảm của vòng dây, đơn vị là Henry, ký hiệu là H. Phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của vòng dây kính C. Y là cường độ dòng điện, đơn vị ampere. Và phi là từ thông riêng của mạch, đơn vị là Weber. Bây giờ ta sẽ đi xác định độ tự cảm L của một ống dây hình trụ có chiều dài L tiết diện S, gồm N vòng dây có dòng điện có cường độ Y chạy qua. Ta có từ thông qua lòng ống dây gồm N vòng dây được tính bằng công thức phi bằng NBS. Trong đó B là từ trường ở trong lòng ống dây được xác định bằng công thức B bằng 4B nhân 10 mũ trừ 7 N nhân Y chia L. Từ đó ta suy ra phi sẽ bằng N nhân 4B nhân 10 mũ trừ 7 nhân cho N, Y, S chia cho L. Vì phi cũng là từ thông riêng của ống dây cho nên cũng được tính bằng công thức là L nhân Y. Vậy ta suy ra độ tự cảm L của ống dây sẽ được tính bằng công thức L bằng 4B nhân 10 mũ trừ 7 N bình S chia L. Ống dây có độ tự cảm L đáng kể, người ta gọi là ống dây tự cảm hay còn gọi là cuộn cảm. Vậy để có được ống dây với độ tự cảm L lớn thì trước hết ống dây phải được cuốn nhiều vòng, tức là N phải lớn. Sau đó ống dây phải có một lõi sắt. Vậy độ tự cảm của ống dây có lõi sắt sẽ được tính bằng công thức L bằng 4B nhân 10 mũ trừ 7 mu nhân N bình nhân S chia L. Trong đó mu gọi là độ từ thẩm. Ta sang phần thứ 3, hiện tượng tự cảm, xuất điện động tự cảm. Một nhỏ định nghĩa. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi chính sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch. Vậy, trong các mạch điện một chiều, hiện tượng tự cảm thường xảy ra khi ta đóng mạch, tức là lúc đó dòng điện sẽ tăng lên đột ngột, hoặc là khi ta ngắt mạch, tức là lúc đó dòng điện sẽ đột ngột giảm về không. Còn đối với các mạch điện xoay chiều thì hiện tượng tự cảm luôn luôn xảy ra do cường độ dòng điện xoay chiều biến thiên liên tục theo thời gian. Sau đây ta sẽ đi vào một số ví dụ về hiện tượng tự cảm. Ví dụ 1. Các em hãy quan sát thí nghiệm được bố trí như hình vẽ sau. Đây là một mạch điện kín, gồm nguồn điện. Mạch ngoài là hai nhánh mắc song song AB và CD. Nhánh AB gồm điện trở R mắc nối tiếp với đèn 1. Nhánh CD gồm cuộn cảm L có điện trở R mắc nối tiếp với đèn 2. Ban đầu, khóa K đang mở, tức là mạch hở, chưa có dòng điện chạy qua mạch. Đèn 1 và đèn 2 chưa sáng. Bây giờ nếu đóng khóa K thì có dòng điện chạy qua mạch. Vậy lúc đó độ sáng của đèn 1 và đèn 2 như thế nào?
Các em hãy quan sát thí nghiệm và rút ra nhận xét cho cô nhé. Các em đã quan sát kỹ thí nghiệm chưa? Qua thí nghiệm, ta có thể rút ra nhận xét về độ sáng của đèn 1 và đèn 2 như sau. Khi đóng khóa K, thì ta thấy đèn 1 sáng lên ngay, còn đèn 2 thì sáng lên từ từ, và phải mất một khoảng thời gian thì độ sáng của nó mới ổn định như đèn 1. Tại sao lại như vậy? Ta có thể giải thích thí nghiệm như sau. Khi đóng khóa K thì dòng điện qua ống dây tăng lên đột ngột, dẫn đến là từ trường trong ống dây tăng, tức là từ thông qua ống dây sẽ tăng. Trong ống dây lúc đó sẽ xuất hiện một dòng điện cảm ứng để chống lại sự tăng của dòng điện qua ống dây, dẫn đến là dòng điện qua ống dây lúc đó nó sẽ tăng lên từ từ, tức là dòng điện qua đèn 2 tăng lên từ từ và đèn 2 sáng lên từ từ. Còn dòng điện qua điện trở R thì tăng lên ngay do không có dòng điện cảm ứng, cho nên là đèn 1 sáng lên ngay. Ta qua ví dụ số 2. Các em hãy quan sát thí nghiệm như hình vẽ. Đây cũng là một mạch điện kín gồm nguồn điện và mạch ngoài là đèn D mắc song song với ống dây L. Ban đầu, khóa K đang đóng, tức là có dòng điện chạy trong mạch và đèn D đang sáng. Vậy, khi ta ngắt khóa K, thì độ sáng của đèn D sẽ thay đổi như thế nào? Các em hãy quan sát thí nghiệm nhé. Em đã quan sát kỹ thí nghiệm chưa? Bây giờ các em hãy rút ra nhận xét về độ sáng của đèn trong thí nghiệm nhé. Các em thấy khi khóa K mở thì đèn sẽ không tắt ngay mà lóe sáng lên rồi mới tắt. Tại sao lại như vậy? Ta có thể giải thích thí nghiệm như sau. Khi khóa K mở thì dòng điện qua ống dây sẽ giảm đột ngột về không. Tức là từ trường trong ống dây lúc đó sẽ giảm, dẫn đến là từ thông qua ống dây cũng giảm. Trong ống dây xuất hiện một dòng điện cảm ứng rất lớn, chống lại sự giảm của dòng điện ban đầu. Và dòng điện cảm ứng đó chạy qua đèn, cho nên là đèn lóe sáng lên rồi mới tắt. Ta sang phần thứ 3, xuất điện động tự cảm. Vì hiện tượng tự cảm là một trường hợp riêng của hiện tượng cảm ứng điện từ, nên xuất điện động tự cảm cũng được tính theo biểu thức của xuất điện động cảm ứng. Ta có ETC bằng trừ delta phi chia delta t. Vì L không thay đổi nên delta phi sẽ bằng phi 2 trừ phi 1 bằng Li 2 trừ Li 1 bằng L nhân delta y. Thế vào biểu thức trên, ta có công thức tính xuất điện động tự cảm. ETC sẽ bằng trừ L delta y chia delta t. Ta có thể phát biểu công thức trên như sau. Xuất điện động tự cảm có độ lớn tỷ lệ với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch. Ứng dụng của hiện tượng tự cảm. Hiện tượng tự cảm có rất nhiều ứng dụng trong các mạch điện xoay chiều, các mạch dao động và máy biến áp. Dưới đây là một số hình ảnh về cuộn cảm ở trong các mạch điện xoay chiều và máy biến áp.
Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em nhớ về nhà học bài và làm các bài tập trong sách giáo khoa, cũng như là sách bài tập. Chào các em!